Thưa quý vị, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai chính sách MICE là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện. Với chính sách MICE 2022 gồm nhiều ưu đãi hấp dẫn đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, thu hút hơn hàng chục nghìn lượt khách công vụ, khách MICE đến thành phố. Với những tín hiệu khả quan về lượng khách này đã góp phần đẩy nhanh tốc độ phục hồi ngành du lịch thành phố, ngành kinh tế trọng điểm của Đà Nẵng. Theo chính sách MICE năm 2022, các đoàn được đón tiếp chu đáo tại sân bay quốc tế Đà Nẵng hoặc tại các khách sạn khách lưu trú. Với đoàn 300 khách, bố trí tiết mục nghệ thuật truyền thống chào đón đoàn và gala tại chương trình của đoàn. Với đoàn từ 700 khách trở lên, có thêm chính sách xe cảnh sát dẫn đường và quà tặng của Ủy ban Nhân dân thành phố. Từ khi áp dụng chính sách MICE năm 2022, từ ngày 21 tháng 2 đến nay, Sở Du lịch thành phố tiếp nhận tư vấn và thực hiện đón 31 đoàn khách với gần 15.600 lượt khách. Trong đó có 7 đoàn từ 700 khách trở lên, 9 đoàn từ 300 đến 700 khách và 15 đoàn trên 100 khách. Ngoài ra thực tế còn có các đoàn MICE từ 50 đến 100 khách đến Đà Nẵng dịp này. Theo đó, Đà Nẵng đã được chọn làm điểm đến cho nhiều sự kiện lớn của các hãng bảo hiểm. Thực sự đây là một cái điều rất là bất ngờ đối với Bảo Việt Nhân Thọ khi mà Sở Du lịch có đoàn ra đón. Thì chúng tôi luôn cảm nhận được cái sự thân thiện, vui vẻ, đón tiếp rất là nồng hậu của người dân cũng như các công ty và các khách sạn ở tại Đà Nẵng. Ngoài ra thì cái dịch vụ mang lại cho chúng tôi cái sự hài lòng rất là cao. Đây là một cái gọi là một cái đặc biệt của thành phố đối với những người mà khách du lịch khi đến thành phố Đà Nẵng. Khách đến đây người ta sẽ cảm thấy thân thiện, người ta sẽ cảm thấy yêu quý cái thành phố biển này hơn và người ta sẽ quay trở lại khi mà người ta đến thăm Đà Nẵng. Theo Sở Du lịch thành phố, ngay khi Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương chính sách MICE năm 2022, các sở ban ngành đơn vị liên quan đã tích cực hỗ trợ truyền thông. Sở Du lịch cũng đã tăng cường giới thiệu chính sách MICE với các công ty lữ hành, sự kiện, đưa các đoàn khách MICE đến Đà Nẵng. Gần đây nhất trong tháng 8 năm 2022, Sở Du lịch đã giới thiệu chính sách MICE Đà Nẵng đến các đại biểu lữ hành và báo chí trong chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Ấn Độ và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng đã tổ chức thành công nhiều lễ hội, sự kiện lớn mang tầm vóc quốc tế. Đặc biệt vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đồng ý chủ trương giao Sở Du lịch chủ động nghiên cứu và triển khai các chương trình hỗ trợ thu hút khách công vụ MICE đến thành phố năm 2023, đồng thời yêu cầu Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến thu hút khách công vụ. Đây là những điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng thu hút khách MICE, nhất là khách MICE quốc tế đến thành phố. Về cái mảng du lịch công vụ là một trong những cái mảng du lịch mà chúng tôi đang tập trung hết sức để xúc tiến, vì Đà Nẵng có rất là nhiều những cái lợi thế để có thể là xúc tiến tốt cái mảng du lịch công vụ. Và sắp tới đây thì chúng tôi cũng sẽ đón được rất là nhiều đoàn khách quốc tế đã đăng ký với ngành du lịch Đà Nẵng đến từ những cái thị trường Đông Nam Á, và đây cũng là một trong những cái dấu hiệu rất là tích cực cho cái việc là Đà Nẵng hướng tới một cái địa điểm xứng đáng với danh hiệu điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á mà du lịch Đà Nẵng vừa nhận được. Với những hiệu quả mà chính sách về du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện MICE mang lại, đã khẳng định thành phố Đà Nẵng có định hướng đúng đắn trong việc tập trung phát triển du lịch MICE sau dịch COVID-19. Và chính sách về du lịch MICE Đà Nẵng không chỉ thể hiện công tác phối hợp liên ngành mà còn thể hiện tinh thần quyết tâm và đồng thuận của toàn thành phố trong việc khôi phục ngành kinh tế mũi nhọn.